chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con các bạn máy sát gạo lứt năng suất 300-400 cân một giờ, thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, rất là dễ sử dụng. Tôi xin hướng dẫn qua, trước khi cắm điện vào thì chúng ta đóng cái nắp này lại, đóng cái đường xuống, nghĩa là chúng ta vặn cái ốc này ra, đẩy nó vào hết cỡ, đóng lại, đổ thóc vào trong toa này và cắm điện. Sau khi cắm điện, máy chạy ổn định khoảng tầm 6-10 giây thì chúng ta bắt đầu kéo từ từ cái đường thóc xuống để cho thóc nó chạy xuống cái lô lức, và khi đó gạo lức sẽ chạy ra ở đường này. Chúng ta điều chỉnh sao cho cái lượng nước nó ra hợp lý nhất, nghĩa là cái tỷ lệ nứt của nó đạt đến hiệu suất cao nhất. Như máy này nứt lần đầu sẽ đạt tỷ lệ khoảng 97-98%, lần hai sẽ sạch 100% luôn. Thì chúng ta có thể, ví dụ sắt gạo rượu thì chúng ta có thể nứt một lần hoặc là có thể nấu rượu rồi, hoặc là nếu bà con nào kỹ tính thì có thể nứt đến lần thứ hai là sạch thóc hoàn toàn 100%, hoặc là có thể dùng gạo lứt để kinh doanh. Rồi sau khi lứt lần 1, chúng ta sẽ tiến hành lứt lại lần 2 để cho gạo thành gạo lứt sạch hoàn toàn. Sau 2 lần lật, chúng ta đã có gạo lứt rất là sạch, đẹp. Cái gạo lứt này chúng ta có thể dùng luôn rồi. Gạo lứt thì bây giờ đang là xu thế của thị trường, nhiều dinh dưỡng và tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Đảm bảo gạo lứt thì chúng ta sẽ có cảm giác là gạo sẽ sạch hơn, có sự tin tưởng hơn đối với gạo khi đi mua. Không phải ngẫu nhiên mà gạo lứt lại thành xu hướng như thế, mà nó có một là thành phần dinh dưỡng của nó có trong vỏ gạo rất là cao, hai là với gạo lứt này thì chúng ta không thể làm giả được, thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái thực phẩm của nó sẽ là thực phẩm sạch, gạo sạch. Thì bà con có nhu cầu tìm hiểu về máy, liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Máy thiết kế rất là nhỏ gọn, chạy điện 220, có thể như máy của chúng tôi đang sử dụng cái motor 2.2 dây đồng. Loại này phải làm loại tốt thì mới chạy được. Nếu motor 2.2 dây nhôm hoặc là loại không tốt thì chưa chắc đã chạy được cái máy này. Máy thiết kế rất là nhỏ gọn. Đây là đường ra chấu này. Vì máy này chuyên để sát gạo lứt nên là nó chỉ có đường ra chấu thôi.